Tại chương trình thực hành live stream bán hàng của cục xúc tiến thương mại bộ công thương tổ chức, các doanh nghiệp hợp tác xã của lào cai đã bán được 2.336 đơn hàng mang lại doanh thu hơn 600 triệu đồng chỉ trong 30 phút live stream bán hàng. Qua thống kê, hai phiên live stream trong vòng 4 giờ đồng hồ của các tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã của lào cai đã tiếp cận hơn 6 triệu lượt xem, trong đó có 211.000 lượt xem trực tiếp. Đặc biệt sản phẩm thịt trâu của doanh nghiệp Sapa Food trong vòng 30 phút đã bán được gần 150 đơn hàng. Ngoài ra còn có các chủ thể nổi bật khác như gạo xén củ Lào Cai, mờ toa rừng Hoàng Liên. Doanh số thực tế của cả phiên live stream vượt hơn 30% so với kỳ vọng ban đầu đặt ra. Đây là một trong nhiều nội dung trong chương trình tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã với sự tham gia của hơn 150 học viên đến từ 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc vừa được tổ chức. Thành công của phiên live stream đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác xã tích cực xúc tiến thương mại trên môi trường số